ca còn quan thiết thủ. Trời ơi, đang đoạn 202. Chưa nửa cây máu mà nhiều khi ủa vàng à, hello xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay là ngày mở Zigurat ở cụm KVK HA C11395. Ở trong này thì liên minh là có chạy hỏa với là chạy gió là liên minh với nhau. Ở chạy hỏa thì là 871 và 1932, chạy gió là 2102 và 2182 nhé anh em. Còn bên địch là chạy nước với là chạy đất thì là 2193, 2305 và chạy đất thì là 1979 và 1345. Thì ngày hôm nay là nó mở Zigurat thì chiến thắng dành về cho chạy hỏa và chạy gió nha anh em. Chạy gió sẽ lấy Zigurat lấy thưởng đầu, còn thưởng cuối thì sẽ dành cho chạy hỏa. Vì ngay lúc đầu thì đã có phân chia như vậy rồi anh em ạ, mình nghĩ vậy. Cái này là phụ thuộc vào vua nên mình không nắm rõ lắm về cái thông tin này. Chiếm đóng Zigurat. À, một số anh em có hỏi thắng KVK là thắng như thế nào. Quan điểm của mình thắng KVK là cứ phải ăn được cái Zigurat này mới gọi là thắng KVK anh em ạ. Rồi, đại Zigurat vội lính trong đền là 7.5 triệu lính bộ. 7.5 triệu lính bộ binh. Skill của lính đồn trú nè. Sau khi cuộc đàm phán kinh thường kết thúc, chạy lửa sẽ đạt được 1 sao, có nghĩa là dấu vết cuối anh em ạ. Còn chạy gió 2102 với 82 thì họ sang ăn quà đầu của vết đầu, ăn thưởng đầu ấy. Mùa này thì 871 là được thêm sao, nó là thành 3 sao. Win K4, K5, K6, K7. K5, K6 với K7 thì mỗi mùa nhận được 1 sao, đều dấu vết cuối hết. Rồi, Rally đến rồi anh em ạ. Hạng vũ nét kỳ. Kỳ là luôn là chuẩn trong mấy cái pha Rally. Đèn đồ cấu trúc các thứ. Ủa, cái đại Zigurat này to ghê. Easy. Dễ phát triển. Ok, như vậy là ăn xong Zigurat rồi đấy này mà. Liên hiệp win. Chạy gió 2102 với 2182. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.